Vâng, và bây giờ Cường Nguyễn sẽ biểu diễn cho chúng ta môn võ thái âm chân kinh của anh. Môn võ chủ đề là anh bồ hoa mướp. Vâng, và là thiên tử giáng trần, tôn ngộ không tái xuất giang hồ, phiên bản năm 2014 của anh. Hôm nay anh rất sung và anh đã biểu diễn chào mừng đám cưới của cô cháu Hồng Nhung của chúng ta. Vâng, anh đang mặc cái áo trên mình gọi là có tên là áo Porsche Lamborghini. Áo của anh là áo biểu tượng con ngựa đẳng cấp nhất thế giới. Vâng, anh rất sung. Tạm dừng nhá.